Rồi, chào mọi người, chào tất cả anh em đồng nghiệp ha. Hôm nay mình làm cái mẫu 16 phép hai biến áp IRBT. Máy này là của bạn Nguyễn ở Nhà Bè ha, Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Thì mẫu này là chuyên lợ mặn nha anh em. Để đánh nước ngọt và tạp chất đồ thì đánh tạm thôi. Nói chung là mẫu này chuyên lợ mặn. Còn anh em làm mẫu mà đánh nước ngọt ngọt đột tạp chất cho đến lợ mặn nhẹ thì ít ha, còn mẫu này là chiên đánh nước lợ nước nước đã nước đang mặn á. Mẫu này thì đánh từ từ lợ cho đến 20 phần ngàn nha, mặn nước mặn đến 20 phần ngàn. Đây mẫu 16 phép 2 miếng ép ha. Thì mẫu này tụ thì có tùy theo nguồn nước mình gắn theo tụ lớn tụ nhỏ. Đây là ba con tụ ha, tụ này tụ hàng mới hàng tháo máy đó. Tháo máy thật ra thì tụ này là tụ mới anh em, nó một dĩ này nó 8 con nè, tụ này người ta chưa sử dụng nè đó, mình mới lấy tháo ra ha. Nè, người ta chưa hàng gì luôn, nó còn mới chát luôn, còn dính mấy cái cục keo này nè, tại mình không cạo ra, cạo ra tróc vỏ thì mình cắt ra thôi. Một tụ mới 100% luôn đó, như mấy con tụ như này không, mình nó dính keo, mình cạo keo ra nó bị trầy vỏ nên nó xấu thôi. Không, tụ hàng mới, tụ ép cốt rồi đây thôi. Thì máy này là sử dụng để mục đích đánh nước lợ cho đến mặn cao rồi. Thì nó có hai mẫu nó khác nhau, thì anh em báo chính xác nguồn nước cho mình thì mình làm thôi. Máy này của bạn Nguyễn ở Nha Bè nha. Rồi mình sẽ test máy nha. Hiện tại là mình cho nó đang mang tải hết luôn, nói chung tải bóng đèn để có cho nó cho có thôi. Đèn mình đang hình như mang tải 90 kg gì đó. Thì bạn Nguyễn trước khi đi thì mình nhấp nhấp cò trước một cái ha đó. Nhấp cò trước một cái đặng cho nó nạp 3 con tụ nha, rồi hả rồi hãy thọc giọt xuống nước đánh nha. Rồi đây là hiện tại là mình cho nó đang mang tải là hết luôn, mấy bóng này bị đứt rồi anh em. Rồi mình sẽ bóp ha, lên rất là ngọt nha. Đây máy rất là mạnh, thì đánh nước lợ mặn thì nó cần tải tải nặng ha, tải nặng mà vô bóp ngô phát là lên liền ha. Máy rất là mượt nha. Đây ha, thì bạn đi bình đi đi bình 150 200 gì á, hình như đi bình 200. Đó máy rất là mạnh luôn. Ngày mình để cho một hơi bóng đèn cho nó nguội, thì nguội là mình bóp cái là nó lên nha. Đó, máy lên rất là ngọt nha, chứ không phải máy bấm mà cà liệm mà, chứ không phải để mức thấp nhất vậy thì đợi bóng đèn nó đỏ lên là dặn lên máy là nó phải lật mới được. Rồi chung nó đơn giản vậy thôi, nó cũng như cái mẫu kia thôi. Nếu mà bạn đi đánh nó có hai cách chỉnh như thế này. Một cách là để tần số cao nhất và chỉnh nút này nè, mỏng lại nè. Nếu mà bạn đánh trọng xung á, mỏng lại thì đánh cái nhẹ điện, cái chẻm, cá ngét, cá lóc rồi đó. Nói chung là cá nhẹ điện đó, nếu mà cá nó chết yếu thì mình tăng này lên, là đối với đánh trọng xung ha. Đó, tăng lên từ từ đó, nó chưa chết tăng lên từ từ. Và một cách nữa là đánh trọng xung và đu ti mỏng kết hợp với chỉnh nút này. Nếu mà cá chết mạnh quá thì mình giảm tần số vậy thôi. Cái này mình gắn cái chiếc áp 100 kg ha, nên dặn nó hơi qua đây tần số nó mới cao nha ha. Còn dặn về đây tần số nó hơi thấp. Còn lúc trước mình gắn cái chiếc áp 50 kg, dặn tới cả này là nó tần số nó rất là cao rồi đó. Nhiều người bảo nó dặn 50% vậy chết cá, mà là có máy làm dặn 50% chết cá này đơn giản dễ thôi. Mình gắn chiếc áp 10 kg, 20 kg vô dặn cả này là tần số nó cao rồi, nó đơn giản thôi, nó không có khác gì á. Nhưng điều mình làm cái gắn cái chiếc áp này vô cho nó dặn, cho nó toàn giải tí xíu. Nhưng mà bạn đánh cá chẽm với cá đối với lóc trê rồi á thì cả này nè,
ha. Đó. Ở trong máy nó cũng vừa đủ, kêu nó kêu không có lớn. Nói chung mình đây mình làm máy kêu không có lớn anh em, vừa đủ kêu. Đó. Đánh lọ mặn rồi băm chậm chậm chậm, vừa vừa cá nó lên đẹp lắm. Nhanh quá nhanh cá nó hơi dở. Rồi. Đó, nếu mà đánh tổng hợp này ngang này nè, để mức 75 đến 80. Cá chết yếu thì tăng lên. Máy này mình làm tần số cũng không có cao dữ đâu. Vừa vừa. Đó, nếu mà đánh lóc trê cỡ 70 80 chẳng hạn. Rồi dặn qua đây là lì. Cái nút chỉnh số này mình kiếm đâu còn được hai cái hết luôn rồi. À, anh em có xài máy mình thì thông cảm ha. Mình đang in. Đó, đây là mức mạnh nhất. Thôi, đơn giản thôi. Máy chạy thì không có biết nóng như là gì đâu. Lên rất là ngọt luôn. À, mình để cho một hơi đi, bóng đèn nó nguội thì nguội á. Cái nội trở nó giảm xuống là hầu như là tải, nó chập tải rồi đó. Còn vấn đề thì mình không có test đốt kẽm đốt đồ đâu, máy đốt kẽm được chưa chắc gì đã ra đánh được, thì theo chỉnh nữa. Đó, mình giờ mình không nói nhiều, anh em là tin tưởng này đặt mình thôi, cũng như bạn Nguyễn này thì bạn có cọc mình rồi, cái máy này giá 3,5 triệu, bạn cọc là 3,3 triệu ha. Đó, mình gửi lên chỉ thu hộ 200.000 nữa là đủ tiền. Đó, mình bao ship. Máy thì bên mình làm thì bao ship ha. Rồi, cái tay đụng quạt giật mình nè. Rồi. Đây, mình để mạnh nhất ha. Đây nè. Bóp phát lên liền nè, bóng đèn nó nguội dữ rồi nè. Nó lên rất là ngọt ha. Nó đang chín bóng cái gì á. Lúc trước nó tới 12 bóng mà nó bị đứt rồi. Mình test mấy cái máy lớn rồi nó chịu không nổi, nó đứt bóng luôn á. Rồi, vậy thôi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình. Mẫu này đánh là chiên lợ mặn. Mặn cao, mặn tới 20.000. Rồi. Anh em có thể làm đánh mặn gian biển, xài mẫu nhỏ này cũng được. Máy này thì đi bình từ 85 đến 85 ampe trở lên. Ha. Rồi anh em nào muốn máy lớn hơn thì có mẫu 24, 28 feet. Mẫu 24 thì mình còn được vài vo. Ở trong mình lười đăng lắm, anh em cần máy gì thì liên hệ mình. Đó, liên hệ mình là mình tư vấn cho anh em xài máy nó phù hợp với anh em, nhắn tin cũng như hồi tối này anh em cũng nhắn tin mình không có hiểu. Như bạn hỏi bên mình có máy thả cáp không, nóng lạnh không, thì mình hỏi là bạn cần máy mức giá bao nhiêu tiền. Đó, đi bình bao nhiêu, muốn đánh độ sâu độ rộng bao nhiêu. Đó, mình sẽ tư vấn. Tốt nhất là anh em gọi mình tư vấn kỹ càng hơn cho anh em. Đó, như bạn Nguyễn nè, mới đầu bạn cũng gọi nè, gọi cho mình lỡ điện thoại hết tiền thì mình gọi lại thôi. Đó, anh em tiếc gì một cuộc điện thoại hoặc là nói anh ơi gọi lại cho em kết bạn Zalo gì đó, mình gọi lại mình sẽ nhắn, mình sẽ tư vấn cho anh em miễn phí. Đó, anh em nhắm được mua không được thôi. Đó, anh em mua máy thì tin tưởng. Như ngày hôm qua có anh nào bên Long An, anh nói mình bên Gò Công mà anh nói mình ở Long An đó, trời ơi mình để cái tiêu đề là sửa máy cho khách ở bên Long An đó. Còn máy hư hỏng hóc gì thì mình gửi về mình chịu tiền ship tất cả, anh em có chịu gì không, nói ấy phải chi cho gần thì làm đó. Anh em có ý định mua máy mà anh em không tin tưởng người thợ ta làm cũng như không à. Đó, tin tưởng không tin tưởng ông này đi mua ông khác, trúng mấy ông này tào lao nữa rồi xong luôn. Rồi nói vậy thôi, anh em nào cần thì liên hệ mình. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.